nhà vô địch quốc gia. Những nhà tài trợ và sân golf có đóng góp cho sự phát triển của golf Việt trong năm. Các golfer xuất sắc nhất trên V-Handicap. Các sân golf được người chơi bình chọn. Cả sẽ cùng hội ngộ tại VGA Awards 2020, sự kiện vinh danh các cá nhân và tập thể do Hiệp hội Golf Việt Nam và VZ Group tổ chức. Với chủ đề Kỷ nguyên mới vì sự nghiệp golf trẻ, sự kiện sẽ thật sự đặc biệt với việc ra mắt quỹ phát triển golf trẻ. Tất cả sẽ có tại Gala VGA Awards 2020 ngày 17 tháng 1 tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh và trực tiếp trên các nền tảng của Golf News.